Tính đến 16 giờ ngày 10 tháng 4, trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới có 95.869 người tử vong vì đại dịch COVID-19 và 1.608.331 ca nhiễm. Ngoài ra, toàn thế giới hiện có 358.201 người được chữa khỏi. Năm quốc gia có số người tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới gồm Ý 18.279, Mỹ 16.697, Tây Ban Nha 15.447, Pháp 12.210, Anh 7.978. Năm quốc gia có số người nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới: Mỹ 468.895, Tây Ban Nha 153.222, Ý 143.626, Đức 118.235, Pháp 117.749. Trong vòng 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 1.900 ca tử vong vì COVID-19, nâng số người chết lên hơn 16.000. Cụ thể, Mỹ hiện có 16.691 người chết vì COVID-19 và 468.566 ca nhiễm. Mỹ cũng ghi nhận 25.928 ca hồi phục. Với các con số trên, Mỹ hiện đứng đầu thế giới về số ca nhiễm COVID-19 và xếp thứ hai thế giới về số ca tử vong sau Ý. Bang New York là nơi có dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất tại Mỹ, với gần một nửa số ca tử vong tại Mỹ là ở bang này. Thống đốc New York nói, điều này thật sốc và đau buồn, tôi không còn ngôn từ nào để diễn tả. Sự kiện 11 tháng 9 đã quá tàn khốc, bi thảm, và rồi chúng ta đã mất thêm quá nhiều người New York trong tay kẻ hủy diệt thầm lặng này. Thành phố New York đã thuê công nhân chôn cất những người dân New York qua đời vì COVID-19 trên đảo Hawaii. Đây là những người không có người thân hoặc người thân không thể sắp xếp tổ chức một đám tang. Hòn đảo cũng có thể được sử dụng như một địa điểm can thiệp tạm thời nếu số ca tử vong tăng vọt vượt quá khả năng các nhà xác của thành phố. Đảo Rando nằm ở phía nam đảo Hắc đang được sử dụng làm bãi đổ cho hàng chục xe tải đông lạnh có thể được triển khai bên ngoài bệnh viện thành phố. Một người đàn ông ở New Zealand đã bị kết án 3 tháng tù giam sau khi nhổ nước bọt vào cảnh sát. Trong phiên xử ngày 9 tháng 4, tại tòa án quận New Plymouth trên đảo Bắc New Zealand, người đàn ông trên đã nhận tội tấn công cảnh sát. Ở New Zealand, một người có thể phải ngồi tù 14 năm nếu khạc nhổ hoặc ho vào người khác và lây bệnh cho họ. Trong một diễn biến khác vào ngày 8 tháng 4, một cảnh sát New Zealand đang nói chuyện với hai thiếu niên thì bị nhổ nước bọt vào mặt. Trước đó, một thiếu niên nói mình mắc COVID-19. Cảnh sát New Zealand tuyên bố, vụ tấn công đã khiến vị cảnh sát sẽ không thể thực hiện nhiệm vụ và phải tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. Lối hành xử như vậy là vô cùng đáng lo ngại và nguy hiểm. New Zealand hiện đã có 1.239 người nhiễm COVID-19, trong đó có một người tử vong. Ngày 9 tháng 4, Indonesia báo cáo số ca tử vong kỷ lục, tăng thêm 40 ca trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca tử vong vì dịch COVID-19 ở nước này lên 280 người. Tính đến sáng ngày 10 tháng 4, quốc gia này đã có 3.293 người nhiễm bệnh, tăng thêm 337 ca so với ngày trước đó. Ông Ahmad Yuryanto, quan chức Bộ Y tế Indonesia cho biết, Indonesia là quốc gia đông dân thứ tư thế giới. Nước này hiện đang có số người chết chiếm gần phân nửa trong tổng số 590 ca tử vong trên khắp Đông Nam Á. Khu vực này hiện ghi nhận tổng cộng 16.500 ca nhiễm COVID-19. Các chuyên gia y tế cho biết, Indonesia đang phải đối mặt với số ca nhiễm tăng nhanh do chính phủ phản ứng chậm chạp với dịch bệnh. Mặc dù Indonesia đã đưa ra các hạn chế xã hội trên quy mô lớn, nhưng Tổng thống Joko Widodo vẫn không triển khai hạn chế trên toàn quốc như các nước láng giềng mà chỉ áp đặt tại thủ đô Jakarta. Thêm vào đó, quốc gia này đang đứng trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh ở các quần đảo nhỏ khi sắp đến dịp lễ Ramadan của người Hồi giáo. Lúc này, người dân ở các thành phố sẽ trở về quê ở những hòn đảo nhỏ để đón lễ cùng gia đình. Cơ quan bảo vệ dân sự Ý ngày 9 tháng 4 cho biết, trong vòng 24 giờ qua, nước này có thêm 610 người tử vong vì COVID-19, cao hơn so với con số 542 người chết trong ngày trước đó. Đến nay, Ý có tổng số ca tử vong là 18.729, cao nhất thế giới, và có tổng số ca nhiễm là 143.626, cao thứ ba thế giới sau Mỹ và Tây Ban Nha. Ngoài ra, có 28.470 ca bệnh COVID-19 đã hồi phục tại Ý, tăng so với con số 26.491 ca vào ngày trước đó.
Bên cạnh đó, Hiệp hội các bác sĩ Ý ngày 9 tháng 4 cho biết ít nhất 100 bác sĩ đã qua đời vì COVID-19 tại nước này. 80 người trong số họ làm việc tại miền Bắc nước Ý, nơi có dịch nghiêm trọng nhất. Theo Viện Y tế Ý, tính đến ngày 8 tháng 4, có 13.522 nhân viên y tế đã nhiễm COVID-19 tại nước này. Ý đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 9 tháng 3, đóng cửa hầu hết các doanh nghiệp và cấm người dân ra khỏi nhà, ngoại trừ khi có việc thực sự cần thiết. Lệnh phong tỏa này dự kiến kết thúc vào ngày 13 tháng 4. Tuy nhiên, chính phủ Ý đang lên kế hoạch kéo dài lệnh phong tỏa tới ngày 3 tháng 5 nhằm ngăn dịch COVID-19. Ngày 9 tháng 4, 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã họp kín để bàn về cách ứng phó trước đại dịch COVID-19 trên toàn cầu. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã phát biểu trong cuộc họp rằng một tín hiệu thống nhất và quyết tâm từ Hội đồng Bảo an sẽ có ý nghĩa rất lớn trong thời điểm đáng ngại này. Ông Guterres kêu gọi sự đoàn kết trong Hội đồng Bảo an vì đây là cuộc chiến của một thế hệ và là mục tiêu tồn tại của bản thân Liên Hiệp Quốc. Cuộc họp được tổ chức theo đề nghị do Đức và 8 quốc gia thành viên không thường trực khác trong Hội đồng Bảo an đưa ra từ tuần trước, trong bối cảnh cơ quan này chưa có hành động chung nào trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch. Bên cạnh ưu tiên trước mắt là đẩy lùi đại dịch COVID-19, ông Guterres cũng lo ngại về các tác động kinh tế, xã hội kéo theo. Ông cho biết chính phủ các nước đang vật lộn để tìm ra cách phản ứng hiệu quả nhất trước tình trạng thất nghiệp đang gia tăng và sự suy thoái kinh tế. Sau cuộc họp, ông Guterres đã có cuộc họp báo trực tuyến. Ông chỉ ra 8 mối quan tâm của Liên Hiệp Quốc về vấn đề duy trì hòa bình và an ninh quốc tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19 như hiện nay. Các hãng truyền thông tại Mỹ đang chỉ trích gay gắt chính phủ nước này vì biết về thông tin dịch bệnh từ lâu nhưng không kịp thời ứng phó. Theo truyền thông Mỹ cho biết, cơ quan tình báo nước này đã bắt đầu ghi nhận và theo dõi một căn bệnh có tốc độ lây lan chóng mặt ở Trung Quốc từ tháng 11 năm ngoái. Căn bệnh này đến nay đã được xác định là COVID-19. Hôm 8 tháng 4, đài CNN và ABC News đã đưa ra báo cáo về việc một cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đã bắt đầu tổ chức các cuộc họp về căn bệnh lạ ở Trung Quốc một tháng trước khi Bắc Kinh chính thức công bố dịch bệnh. Mặc dù Trung tâm Tình báo Y tế Quốc gia Mỹ ngay lập tức lên tiếng phủ nhận, song làn sóng công kích của giới truyền thông nhằm vào Nhà Trắng vẫn không dừng lại. Giám đốc Trung tâm Tình báo Y tế Quốc gia Mỹ nhấn mạnh, các thông tin mà giới truyền thông đưa ra là sai sự thật. Trung tâm Tình báo Y tế Quốc gia Mỹ hoàn toàn không có những điều tra dịch bệnh nào vào tháng 11 năm 2019. Tuy nhiên, khi sâu chuỗi các sự kiện liên quan đến lịch trình làm việc của Tổng thống Donald Trump, thì Nhà Trắng rõ ràng không hoàn toàn bất ngờ bị động trước sự tấn công của dịch bệnh. Mỹ hiện là quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất trên thế giới. Do đó, Tổng thống Trump sẽ phải mất nhiều công sức để xoa dịu cuộc khủng hoảng truyền thông lần này. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.